Ở trung tâm bảo hành ủy quyền của DJI, những ca rơi flycam xuống nước có tỷ lệ cứu thành công khá cao với chi phí hợp lý nếu như anh em biết xử lý kịp thời. Ví dụ, ngay khi đưa ra khỏi mặt nước, phải tháo pin, rửa lại luôn bằng nước ngọt, sấy khô và gọi hotline của Toko Camera để được hỗ trợ cụ thể. Tại đây, flycam của anh em sẽ được tháo toàn bộ và vệ sinh mọi ngóc ngách để kiểm tra phần cứng, kiểm tra pin, vệ sinh gimbal và các motor động cơ chính bị lọt nhiều hạt bụi li ti khó thấy, vệ sinh cảm biến và main GPS, thay thế các chân socket hoặc các linh kiện bị oxy hóa. Ngoài ra, flycam của anh em sẽ được tra cao tản nhiệt mới, vân vân. Có rất nhiều bước để hồi sinh flycam như mới sau khi rơi nước. Điều quan trọng nhất là anh em tìm đến đúng địa chỉ, có kỹ thuật viên tay nghề cao và thành thạo. Ca nào khó có Tokyo Camera, trung tâm bảo hành ủy quyền của DJI tại Việt Nam.